hãng xe Việt VinFast vừa chính thức thông báo chính sách bảo hành hoàn toàn mới được áp dụng riêng cho dòng xe Lux. Theo đó, kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2020, thời hạn bảo hành xe Lux SA 2.0 và Lux A 2.0 sẽ được nâng lên từ 3 năm lên 5 năm hoặc 165.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Đặc biệt hơn, chính sách mới áp dụng cho tất cả các xe VinFast Lux đã mua trước thời điểm này. Như vậy có thể thấy, VinFast đang là một trong những hãng xe có chế độ bảo hành tốt nhất Việt Nam hiện nay. Trước đó, vào cuối năm 2018, Peugeot Việt Nam cũng áp dụng chính sách tương tự với các xe 3008 và 5008. Ngoài việc bảo hành trong thời hạn vượt trội, VinFast còn cam kết dịch vụ cứu hộ 24/7 hoàn toàn miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. Đây thực sự là những chính sách sau bán hàng chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam và cũng là hiếm có trên thị trường ô tô toàn cầu. Với chính sách mới này, VinFast đang muốn khẳng định sự tự tin vào chất lượng sản phẩm, hướng đến mục tiêu trở thành hãng xe có chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất Việt Nam. Theo báo cáo của tổ chức JD Power, Ford là hãng xe đứng đầu về dịch vụ sau bán hàng năm 2019. Tiếp sau đó là Mazda và Mitsubishi. Gã khổng lồ Toyota phải đứng ở vị trí thứ tư. Kia và Honda đứng ở vị trí cuối cùng. Một số thương hiệu khác không có trong danh sách xếp hạng vì không có đủ con số thống kê. Song song với chính sách bảo hành và dịch vụ mới, VinFast còn áp dụng chương trình trước bạ không đồng, cam kết hỗ trợ khách hàng toàn bộ lệ phí trước bạ trong năm 2020. Chỉ tiếc là chương trình chỉ áp dụng với các dòng xe Lux chứ không áp dụng với mẫu xe hạng A Fadil. VinFast không đưa ra lời giải thích về điều này. Quý vị đánh giá sao về động thái mới này của VinFast? Liệu có tạo sóng và trở thành thương hiệu có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam hay không? Đừng ngần ngại thể hiện quan điểm bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tipcar TV.